Ngày 24 tháng 5, tại tỉnh Thái Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, trú tại tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, và Nguyễn Khắc Ninh, sinh năm 1979, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản. Đường và Ninh là hai trong số 7 bị can liên quan đến hoạt động của dịch vụ hỏa táng do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu. Có đơn kháng cáo sau phiên xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 18 tháng 11 năm 2021. Theo cáo trạng, lợi dụng danh nghĩa và núp bóng công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương do vợ là Nguyễn Thị Dương làm chủ, Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp hoặc gián tiếp ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải hoạt động và nộp tiền theo yêu cầu của Đường. Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, tự ban hành quy chế hoạt động và hợp đồng nguyên tắc giữa công ty Đường Dương với các dịch vụ tang lễ Thái Bình. Với mỗi ca hỏa táng, vợ chồng Đường cùng đàn em yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng phải nộp về 500.000 đồng. Nếu không sẽ bị nhóm này chặn xe, đánh đập và cắt địa bàn hoạt động. Từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2020, vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Tại phiên tòa, tất cả 25 bị hại là chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều vắng mặt. Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội, cũng như bản cáo trạng và bản án trong phiên xét xử sơ thẩm.